Xin kính chào quý vị khán giả của kênh Top Sao Hoa, kênh tin tức giải trí hàng đầu về sao Hoa ngữ. Và ngay sau đây, hãy cùng Top Sao Hoa tổng hợp những tin tức thú vị trong ngày. Kính Song Thành được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Thương Nguyệt. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh một thiếu nữ xinh đẹp vui vẻ vì muốn tránh xa những âm mưu thù hận nên đã chọn cách đi chu du khắp thiên hạ. Trong suốt hành trình đó, cô đã gặp và kết bạn với rất nhiều người tốt cũng như trải qua những câu chuyện thần kỳ. Duyên số đưa đẩy cô gặp được nam chính đã trở thành người bạn đồng hành và cũng là người chở che cho cô hết đời. Trước đó đã từng có tin đồn vai nam nữ chính sẽ được giao cho một cặp đôi chị em là Dương Mịch và La Vân Hy, nhưng về sau lại có tin đồn chắc nịch bộ phim sẽ rơi vào tay Lý Dịch Phong và Dương Tử, khiến dân tình vô cùng hoang mang. Tuy nhiên tới hôm nay lại có tin nhà sản xuất đã chọn Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhật Ba trở thành một đôi. Nếu thông tin này là thật thì couple này sẽ cực kỳ ăn hình khi lên sóng. Điều khiến khán giả chú ý là khi tin tức này lan truyền thì Weibo chính thức của giải trí ảnh thị Hoành Điếm đăng tải hình ảnh của Tiêu Chiến cho biết hy vọng sớm có thể gặp nhau. Nghi ngờ ám chỉ việc hợp tác lần này giữa Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhật Ba gần như là sự thật. Tiêu Chiến đang là tiểu sinh đang hot nhất hiện nay, còn Địch Lệ Nhật Ba là tiểu hoa có nhân khí không hề thua kém. Nếu như lần này hai người hợp tác là thật thì chắc chắn rằng đây sẽ là bộ phim truyền hình tiếp theo chưa chiếu đã nổi tiếng. Tuy nhiên thì ngay khi tin này được đăng tải, rất nhiều fan hâm mộ của Tiêu Chiến fan nài thần tượng ngàn vạn lần đừng hợp tác với người có năng lực diễn xuất thấp như Địch Lệ Nhật Ba. Có ý kiến còn khuyên anh chàng nên cẩn thận vì dễ bị lôi vào chiêu trò sao tác. Song đây cũng chỉ là tin đồn, còn phía Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhật Ba chưa lên tiếng xác nhận. Song với sự thay đổi xoay như chăm chóng này thì khán giả sẽ vẫn phải chờ đợi đến giây phút cuối cùng khi nhà sản xuất chính thức công bố dàn diễn viên chính thì mới tin được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like, chia sẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật những tin tức mới nhất quý vị nhé. Và ngay bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. We'll be right back.